ông sốt, sốt là mệt. Vô đây thì hết ói. Ho ho đàm nó đau cổ chỗ này, nó đau lắm, mỗi lần nuốt vô là nó đau chỗ này. Ho nhiều không? Ho là lâu lâu một tiếng ạch ạch thôi, nhưng mỗi lần ho là nó rất mệt, nó nằm. Nó nằm nhắm mắt không? Em cũng thấy ngon. Nó hết ói rồi đúng không? Nó đã hết ói. Đi cầu rồi sao đi cầu? Đi cầu quên, còn có tiêu chảy. Tiêu chảy ngày hôm qua gọi là tiêu chảy cỡ 7-8 lần một ngày. Ngày hôm nay còn cỡ 5 lần. Cho hai gặp ba đi. Đây đâu? Nè, nói chuyện ba. Ba con tớ rồi nha ba. Con tớ cũng cách ly rồi nha ba. Dạ. Ba chừng nào con khỏe con sẽ về. Rồi. Chào ba đi, nước ba ở nhà yên tâm đi. Chào ba đi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.